Thưa quý vị, ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu đã qua đời ở tuổi 86. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Vũ Khoan sẽ được thông báo sau. Ông Vũ Khoan sinh ngày 7 tháng 10 năm 1937 tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7, 8, 9, Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 6 năm 2006. Ông Vũ Khoan từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao năm 1990, Bộ trưởng Bộ Thương mại năm 2000, Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế Đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC năm 2002. Năm 1990, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 năm 1991, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1998, ông được phân công làm Thứ trưởng thứ nhất phụ trách quan hệ với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quan hệ với ASEAN, ASEM, APEC, công tác nghiên cứu, hợp tác kinh tế, lãnh sự, pháp luật, báo chí, đào tạo. Năm 2000, ông được Chủ tịch nước phong hàm đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Tháng 1 năm 2000, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thương mại. Tháng 8 năm 2002, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, được phân công phụ trách kinh tế đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 8 năm 1996, ông Vũ Khoan tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 9 năm 2001, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư, ông là đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11. Tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng vì lý do sức khỏe. Năm 2007, đồng chí nghỉ hưu tại Hà Nội. Ông Vũ Khoan đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, hàm đại sứ đặc mệnh toàn quyền, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào tháng 11 năm 2021. Ông được chính phủ các nước trao tặng Huân chương Hữu nghị các dân tộc Liên Xô cũ, Huân chương Tự do hạng nhất Lào, Huân chương Mặt trời mọc Nhật Bản.